Xin chào các bác nhá. Thì thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em hỏi tôi là muốn hỏi tôi về các dụng cụ chiếu sáng ban đêm để câu đài. Thì để câu ban đêm thì chúng ta có hai cách, là thứ nhất là chúng ta sử dụng phao sáng, phao đèn. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái đèn chuyên dụng này. Thì cái đèn này chúng ta sẽ chiếu vào phao. Thì tại sao thì có nhiều anh em hỏi thì nên dùng cái phao đèn tốt hơn hay là cái đèn chiếu sáng vào phao tốt hơn? Thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái đèn chiếu sáng vì những cái lý do sau. Nhất là khi mà nếu chúng ta sử dụng cái phao câu đêm ấy, thì thường là những cái phao đấy rất là nặng, thường là phải tải theo pin, nên khi mà chúng ta phao nặng quá thì cái việc mà cân phao thì nó giảm độ nhạy của con cá đi. Thứ hai, trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể bị hỏng hay gì đấy. Thì việc sử dụng đèn chiếu thì nó rất là tốt, tại vì là chúng ta vẫn sử dụng cái phao chúng ta cùng ban ngày. Những cái phao dùng ban ngày thì nó không phải thêm những cái phụ kiện gì vào, như chẳng hạn như pin các thứ, thì nó sẽ vẫn là nhẹ và chuẩn hơn cái phao nặng. Thì đây tôi giới thiệu các bác, thì đây là cái đèn chiếu phao. Thì cái đèn này là nó có một cái ống chiếu sáng. Đây là cái ống. Thì đằng đít này thì nó có một cái nút đỏ để bấm. Khi chúng ta bấm một cái thì nó sẽ sáng lên. Bấm cái thứ hai thì nó sẽ chế độ là mờ hơn. Bấm một nữa thì nó sẽ là tắt. Thì cái đèn này nó sẽ có hai chế độ mức sáng khác nhau, một cái là mờ, một cái là rõ như này. Thì chúng ta cái đèn này nó có bốn màu khác nhau. Thì bây giờ tôi chiếu cho các bác xem, mỗi lần khi chúng ta chuyển màu chúng ta bấm vào đây giữ 3 giây. Đấy, đây nó chuyển sang màu vàng này, giữ tiếp này, 3 giây này. Đấy, nó chuyển sang màu xanh này, giữ 3 giây. Đấy, nó chuyển sang màu tím này, giữ ngay nữa. Đấy, chuyển sang màu trắng là như màu trắng ban ngày. Thì trong hai cái màu này thì nó có hai màu, khi mà chiếu vào màu vàng và màu trắng thì nó khi chúng ta chiếu thì nó sẽ hiện cái màu đúng với phao. Còn màu tím và màu xanh thì khi chúng ta chiếu vào phao thì nó có thêm cái phản quang. Đấy. Thì cái bộ này đi kèm thì nó có gồm một cái chân này để chúng ta gắn vào chân, và một cái dây sạc. Cái dây sạc này là giống với cáp sạc điện thoại của Samsung hay cái thứ đó. Đây cái chân này thì chúng ta các bác cắm vào đây. Thì còn cái củ này thì chúng ta có thể, các bác có thể dùng cái cục sạc dự phòng hoặc là cái cục sạc điện thoại bình thường thôi, cái đấy là kiếm rất đơn giản. Đấy. Thì cái chân này chúng ta có thể kéo lên kéo xuống. Đây chính là cái đèn chiếu. Chiếu cho bác xem. Nếu đây là cái đèn chiếu sáng, thì nếu các bạn nào cần thông tin thêm về cái đèn chiếu phao ban đêm câu đài thì có thể liên hệ với tôi theo cái thông tin ở bên trên. Xin cảm ơn các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhé.